tin showbiz. Showbiz rộn ràng ngày mới, tụi tôi núp lùm ở đây từ chiều để kể với bà nghe mấy vụ á. Dương Thế Vinh thừa nhận lỡ lời với đàn em Lan Hồng. Dương mình gây tranh cãi, khi làm nhiệm che ô một mình, mặc kệ nhân viên bước sổng chạy theo. Biến căng tại nhà nam em, làm cho cô phải lên mạng livestream cầu cứu cư dân mạng ngay trong đêm. Hot girl trong MV mới của Jack bị bóc trần nhan sắc kiểu khác xa ảnh trên mạng. Có đã. Vừa qua nói về lùm xùm phát ngôn có phần thiếu chính chắn của Trương Thế Vinh thì anh đã có động thái lên tiếng thừa nhận rằng anh lỡ lời với đàn em Lan Ngọc của mình. Anh chia sẻ thì sau khi mà anh phát ngôn như vậy thì đã bị cam con là rất là nhiều. Giữa cái lúc mà động thái chỉ trích đang đổ dồn về Trương Thế Vinh thì đàn em Lan Ngọc đã có động thái lên tiếng bênh vực và bảo vệ cho đàn anh của mình. Trên trang cá nhân, Lan Ngọc cũng chia sẻ rằng vì hai anh em quá là thân thiết với nhau nên là đùa giỡn quá trớn mới khiến cho mọi người hiểu lầm. Cô cũng đã thả anh Trương Thế Vinh đó là ăn bộ trong chương trình rồi nên là mọi người hoan hỷ bỏ qua cho Trương Thế Vinh nha. Nhưng mà nói gì thì nói, mặc dù là Ngọc Nữ mạng ảnh đã lên tiếng bên vào trang Vô Biển rồi nhưng mà cộng đồng mạng cũng gửi lời nhắn nhủ tới anh Vô Biển rằng đùa giỡn thì cũng nên ý tứ một xíu trong lời nói. Nói con gái người ta như vậy, khác nào bảo là bông hoa lại cấp 7, đâu. Lại một sự chuyện khác liên quan đến thái độ của các ngôi sao, nhưng mà lần này không phải ở VBiz mà là ở CBiz. Mới đây, cộng đồng fan Hoa Ngữ đã vô cùng phẫn nộ sau khi xem được video Dương Bình có thái độ ích kỷ và vô tâm với trợ lý của mình. Trong clip, Dương Bình chỉ che mưa cho mỗi một mình cô rồi lạnh lùng đi thẳng một mạch vào trường quay, không đối thoại gì đến nữ nhân viên đang lẻo đẻo ở phía sau và mắt mưa ướt nhẹp. Cũng có một số fan bên vực cho rằng ở đó còn rất là nhiều ô trống, nếu như mà muốn bạn nhân viên có thể lấy một cái và tự che cho mình chứ đâu có vấn đề gì đâu. Nói chung á, cái cộng đồng mạng muốn ở đây là tình người, chứ nhìn cái cách bình tĩnh đi thẳng một mạch, không có thể quay lưng lại nhìn lấy bạn nhân viên một cái mới thấy là làm người đặc điểm quá chừng đi. Nói chung á là quá trời luôn, mình tỷ ơi phải lên tiếng cho chuyện này nha. Alo, bà có nghe tôi nói gì không ạ? Sau màn livestream cơm bát chấn động hôm bữa của chồng với lại nam em á, thì mới đây nam em lại gặp một cái sự việc còn kinh khủng hơn nữa. Một nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng đã cầm vũ khí và gây rối trước nhà cô, làm cho cô vô cùng hoảng sợ và phải lên mạng cầu cứu cộng đồng mạng ngay trong đêm. Sự việc nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, nam em phải đăng tải lên trang cá nhân và cầu cứu cơ quan chức năng. Hiện tại thì cũng không hiểu lý do vì sao lại có một nhóm thanh niên lạ mặt xuất hiện gần nhà của cô, mà cũng có thể nha là do những phát ngôn gây sốc gần đây của nam em. Chùa cái miệng hay cái hôn đó má ơi. Trở lại đường lúa âm nhạc thì MV mới của Jack nhận được sự quan tâm rất là đông đảo từ phía công chúng. Và tất nhiên rồi, không nằm ngoài bộ phủ sóng, nữ diễn viên chính của MV Mina Phạm cũng nhận về sự quan tâm rất đặc biệt từ khán giả. Bên cạnh những lời khen là cô này có nhan sắc đẹp quá, cô này tự như búp bê, thì cũng có rất nhiều những cái lời chê bai là cô không có được đẹp lung linh như trên hình cũng như là không giống trong MV. Một số tài khoản còn bóc trần nhan sắc thật của Mina Phạm thông qua những bức hình chưa qua chỉnh sửa hay là những góc quay dịp. Eo ôi, mọi người để lại comment rất là tiêu cực luôn. Mà cũng phải khá khen cho Jack nha. Không biết tìm đâu ra một cô nàng có nét rất là hao hao giống người yêu cũ là Thiên An, hay là do gu của Jack là mấy bạn giống như vậy ta. Thôi đi, dù sao cũng con gái nhà người ta, mỗi người mỗi vẻ đúng với bà. Nói gì còn nghĩ cho người ta quá. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì tụi tôi chỉ nức lần nghe ngóng được bấy nhiêu thôi. Bây giờ tụi tôi sẽ đi săn tin tiếp. Có gì hay thì tôi kể với